các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài 79, luyện tập trang 90, vở bài tập môn toán lớp 4. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận bài học chưa? Ồ, nếu mà các em đã sẵn sàng thì nhớ là chúng ta phải có giấy nháp nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bài hôm nay nha. Chiu. Rồi, bài của chúng ta nè. Bài số 1 thì yêu cầu ông ta đặt tính rồi tính. Đó, vậy thì các em quan sát ở đây. Đây là những cái phép tính là chia. Chia cho số có 3 chữ số. Và chúng ta sẽ đặt tính bình thường nhá. Ta sẽ đặt phép tính này. 3.144. Các em chia cho bao nhiêu? Chia cho 524. Rồi. Rồi các em thấy ở đây, nếu chúng ta chỉ lấy 3 chữ số, tức là 314 thì không thể chia được cho 5524. Do vậy chúng ta phải lấy cả 4 chữ số này. Vậy thì lấy cả 4 chữ số này thì chúng ta sẽ thấy này, để biết được nó chia được bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy hai cái chữ số đầu, tức là 31 chia cho 5 thì chúng ta ước lượng nó sẽ được khoảng gì? Khoảng 6 lần đúng không? 6, 5, 3, 30. Vậy thì đây chúng ta sẽ được là gì? Khoảng 6 lần đi nha. Sau đó chúng ta nhân lên nè. 6 × 4 = 24, viết 4 nhớ 2. 6 × 2 = 12, 12 kem nhớ 2 là 14, viết 4 nhớ 1. 6 × 5 = 30, 30 nhớ 1 là 3, 31. Như vậy kem trừ 3144 trừ 3144, vậy cái này sẽ bằng 0. Và đây sẽ bằng 0 nha. Được chưa? Vậy thì kết quả phép toán đầu tiên của chúng ta sẽ bằng 6. Rồi. Ta sang phép toán thứ hai này. Phép toán thứ hai. 8322. 8322 chia cho 219. 219. Rồi. Chúng ta sẽ thấy nè, 83 này không thể chia được, do vậy chúng ta sẽ lấy cả 3 chữ số là 832 chia cho 219. Thì 832 chúng ta sẽ thấy 8 ở đây chia cho 2 thì được khoảng mấy lần? 3 lần thôi đúng không? 3 lần. Ta nhân lên, 9 x 3 = 27, viết 7 nhớ 2. 3 x 1 = 3, 3 nhớ 2 bằng 5. 3 × 2 = 6. Rồi chúng ta trừ đi 12 trừ đi 7 thì bằng 5. 3 không trừ cho 5, 13 trừ đi 5 thì bằng 8. Trả 1 chúng ta mượn ở đây là còn 7, được chưa? 8 trừ đi 6 thì bằng 2, trả 1 ở đây còn 1. Nhưng mà đây sẽ còn là 175 này. 1 7 5. Rồi, 175 để tiếp tục chia cho 219, chúng ta hạ số gì? Số 2 này xuống này. Vậy thì 1752 chia cho 219 thì chúng ta sẽ được khoảng bao nhiêu? Sẽ được khoảng 8 lần đi. 8972. Ừ, 8 lần đi. Nha, nhân lên. 8 x 9 = 72, viết 2 nhớ 7 nha. Rồi. 8 x 1 = 8, 8 nhớ 7 là 15, viết 5 nhớ 1. 8 x 2 = 16, 16 nhớ 1 bằng 10, 17. Như vậy thì 1752 trừ 1752 bằng 0. Và kết quả của phép tính này sẽ bằng 30, 38. Được chưa? Rồi chúng ta đến với phép tính tiếp theo. 7560 chúng ta chia cho 251. Rồi chúng ta sẽ lấy 3 chữ số đầu. Rồi. 756 mà chia cho 251 thì chúng ta sẽ được khoảng mấy lần? 3 lần đúng không? Nhân lên. 3 x 1 = 3.
5 x 3 bằng 15, viết 5 nhớ, nhớ 1. 3 x 2 là 6, nhớ 1 bằng 7. Thì 756 trừ 753 thì chúng ta thấy đây sẽ còn dư mấy? Dư mấy các em nhỉ? À đây sẽ còn dư 3. 6 trừ đi 3 bằng 3 này. 5 trừ 5 hết này. 7 trừ 7 bằng 0. Và đây sẽ còn dư là 3. Đây sẽ còn là 3 nhá. Rồi, tiếp tục ta hạ số 0 xuống là 30. 30 không thể chia được cho 251. Vậy thì 30 chia cho 251 thì sẽ bằng 0. Chúng ta viết 0 sang bên này. Vậy thì phép toán này của chúng ta sẽ có kết quả bằng 30 và số dư là 30. Được chưa? Chúng ta chú ý nhá. Rồi chúng ta đến với bài số 2. Bài số 2 người ta cho chúng ta cái gì? Số bị chia. Hàng tiếp theo là số chia thương, rồi số dư. Vậy thì bây giờ yêu cầu chúng ta thực hiện phép tính là lấy số bị chia này chia cho số chia thì được thương là bao nhiêu, chúng ta ghi vào đây, và nếu có số dư thì ghi vào đây. Tương tự như vậy, ở cái cột này thì họ lại cho chúng ta số dư, thương, số chia, giờ chúng ta sẽ tìm số bị chia, vân vân. Vậy thì trong bài toán này chúng ta sẽ áp dụng rất là nhiều. Trước hết ta sẽ thực hiện cái bài này, chúng ta chia đã nhé. Được chưa? Ta sẽ thực hiện cái phép chia với cái bài này. Ta sẽ lấy gì? Lấy 8463 chia cho gì? 1448. Chúng ta sẽ thực hiện chia này. Hai chữ số cũng được, ta phải lấy ba chữ số. 846 chia cho 148 thì được khoảng 5 lần. Đúng không? 5 x 8 40 viết 0 nhớ 4, 5 4 20, 20 nhớ 4 và 24 viết 4 nhớ 2. 5 x 1 là 5, nhớ 2 bằng 7, chúng ta trừ đi 6 0 1. Như vậy đây sẽ còn 106. Hạ số gì? Số 3 xuống. 1063 chia cho 148 thì được khoảng 7. Khoảng 7 lần. 8756 viết 6 nhớ 5. 7428 28 nhớ 5 là 33. Viết 3, 3 nhớ 3 nhá. 71 là 7, 7 nhớ 3 bằng 10. Và chúng ta sẽ trừ đi 13 trừ đi 6 thì còn 7. 6 trừ 3 thì còn 3, trả 1 đây sẽ còn 2. 0 trừ 0 bằng 0, 1 trừ 1 bằng 1. Như vậy đây sẽ được kết quả là 57 và dư 27, chúng ta ghi đây. Đây sẽ được là 5, 7 và số dư là 27. Đó, chúng ta ghi vào, được chưa? Tương tự như vậy, ta đến phép chia thứ hai. 9128 chia cho 304. Ta sẽ lấy là 912 mà chia cho 304 thì được khoảng 3 lần. 3 4 bằng 12 viết 2 nhớ 1, 3 x 0 là 0, nhớ 1 là 1, 3 x 3 bằng 9. Và cái này sẽ bằng 0. Hạ gì? Hạ 8 xuống. Được chưa? 8 này có chia được cho 304 không các em? Không chia được. Do vậy chúng ta viết số 0 sang đây. Vậy thì sẽ có kết quả là 30 và dư là 8. Đấy chứ, ở đây sẽ bằng 30 và số dư là 8. Rồi. Tiếp theo. Thì đây là cái bài toán chúng ta lại làm ngược. Tức là bây giờ họ cho chúng ta số dư, cho chúng ta thương và lại cho chúng ta số chia. Bây giờ chúng ta phải tìm số bị chia. Vậy thì muốn tìm được cái số bị chia này nè, thì chúng ta sẽ phải lấy gì? Lấy số chia này nhân với thương được bao nhiêu, chúng ta cộng với số dư này thì chúng ta sẽ ra số bị chia. Được chưa? Đó, chúng ta chú ý nhé. Ta sẽ lấy là số chia nhân với thương và được bao nhiêu, chúng ta cộng với gì? Số dư. Đó thì nó sẽ bằng gì? Bằng số bị chia nhá. Rồi vậy thì chúng ta sẽ lấy nè. 123 chúng ta nhân với
45. Chưa? 5 x 3 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 5 x 2 là 10, nhớ 1 bằng 10, 11. Viết 1 x 1, 5 x 1 là 5, nhớ 1 là 6. 4 x 3 12, viết 2 nhớ 1. 4 x 2 là 8, nhớ 1 bằng 9. 4 nhân với 1 bằng 4. 5, 3, 9, 6, 15, viết 5 nhớ, nhớ 1, 4 nhớ 1 bằng 5. Rồi, vậy thì nó sẽ ra là 5.535. Giờ chúng ta cộng với số dư đây nữa. Rồi ra cộng với số dư này là cộng với 67 này. Cộng 67. Rồi, 5 cộng với 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 6 cộng 3 bằng 9, 9 nhớ 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 này nhớ 1 bằng 6, 5 hạ 5. Vậy thì chúng ta sẽ có được số bị chia là 5.602. Được chưa? Đây chúng ta sẽ là 5.602. Đó, được chưa? Đấy, vậy thì cái bài này cũng vậy, tương tự như thế. Rồi, thì mình lập cái này nha. Rồi, tương tự như ở đây thì để đảm bảo thì các em sẽ thực hiện cái phép tính này này. Các em sẽ lấy 246, các em nhân với 80. Được chưa? Đó, và được bao nhiêu? Cái này được bao nhiêu thì các em sẽ cộng với này, cộng với 13 nhá. Được chưa? Đấy, vậy thì khi chúng ta thực hiện cái phép tính này thì chúng ta sẽ được số bị chia là 19.693. Đó, được chưa? Rồi, vậy thì bài số 2 thầy hướng dẫn ta đơn giản thế thôi. Ta đến với bài số 3 này. Bài số 3 họ cho mình cái gì? Mở một cái vòi cho nước chảy vào bể 65 phút đầu. 65 phút đầu tiên. Phút đầu chảy được là 900 lít nước. 900 lít nước, được chưa? Rồi, 70 phút sau, 70 cái phút tiếp theo đó thì lại chảy được là 1.125 lít. Ta hỏi trung bình mỗi một phút đó, ta hỏi cái gì? Hỏi trung bình một phút, trung bình mỗi phút thì chảy được bao nhiêu đó. Vậy thì nhìn vào đây thì các em đã biết rồi đúng không? Chúng ta có rất là nhiều cái cách tính. Và chúng ta có thể tính bằng nhiều cách này. Ta tính này, tổng số phút. Tổng số phút là chúng ta sẽ lấy 65 cộng 70. Sau đó chúng ta sẽ tính tổng số nước. Đó, thì sau đó lấy tổng số nước này chia cho tổng số phút. Đấy thì đấy cũng là một cách. Cách thứ hai các em sẽ có thể là gì? Tính luôn. Đúng không? Tính luôn là gì? Ở 65 phút đầu thì bằng này, 70 phút đầu các em có thể chia ra. Đó thì 65 phút đầu nó trung bình bao nhiêu, 70 phút đầu trung bình bao nhiêu, sau đó chúng cộng lại thì nó cũng có một cái kết quả giống như cách chúng ta sẽ thực hiện ở đây. Chưa? Vậy thì thầy sẽ làm cái cách mà đơn giản nhá. Còn cái cách thứ hai thầy chỉ gợi ý như vậy thôi, thì bạn nào có thể thực hiện. Rồi, chúng ta sẽ làm này. Ta sẽ tính đầu tiên là tổng số phút mà cái vòi nước này chảy. Tổng số phút vòi nước chảy vào bể là, đó, ta sẽ có tổng số phút bằng bao nhiêu? 65 phút đầu tiên này, 65 phút, 70 phút là lần thứ hai. Thì 65 cộng 70 thì chúng ta làm được bằng 135 phút nha. Rồi, vậy thì đây tổng số phút. Và chúng ta sẽ tính được tổng số
Nước. Mà vòi chảy vào bể là chúng ta sẽ có nè 900 cộng với 70 phút sau là 1125. Rồi chúng ta cộng vào sẽ được bao nhiêu? 900 cộng với 1125 thì các em cộng vào đây chúng ta sẽ có kết quả là 2025 lít nha. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta có tổng số lít nước, tổng số phút là tính là gì? Trung bình một phút. Chúng ta biết là làm phép gì rồi đúng không? Vậy chúng ta sẽ có trung bình 1 phút vòi nước chảy được là đó, ta sẽ lấy 2025 chia cho tổng số phút là 1315. Rồi, ta sẽ thực hiện cái phép chia này thì chúng ta sẽ có kết quả là 10-15 lít nha. Đó, chờ kem chia thì chúng ta sẽ được kết quả là 15. Và đáp số là trung bình 1 phút thì nó chảy được 10-15 lít. Được chưa? Rồi, xong bài số 3 nhá. Ta đến với bài số 4 nè. Bài số 4 thì yêu cầu ông ta cái gì? Tìm x. X ở đây là số tròn trục nha. X đây là số tròn trục có hai chữ số sao cho này. 240 chia cho x nó phải nhỏ hơn 6. X đây là tròn trục nha các em. X là tròn trục này. X này nó phải là số tròn trục nha. Vậy thì các em biết số tròn trục. Số tròn trục của chúng ta nè, số tròn trục của chúng ta là những số 10, 20, 30, 40 chờ 50 cho đến tận thì 9, 90. Vậy thì đây được gọi là những số tròn trục. Được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái số tròn trục này nè. Số tròn trục nào thay vào đây mà chia 240 chia cho nó lại nhỏ hơn 6 nè. Anh cứ thấy nè, 240 là nếu bằng 10 đi nhá. Này giả sử nếu mà lấy bằng 10 nè. Nếu giả sử chúng ta lấy bằng 10 nè thì sẽ là 240 kem chia cho 10 thì nó lại bằng bao nhiêu? Bằng 24. Như vậy thì 24 lại lớn hơn 6. Được chưa? Do vậy cái số 10 này chúng ta sẽ bị loại ra nha, không lấy được. Tương tự như vậy, nếu bằng 20 nè. Nếu bằng 20 thì sẽ là 240 kem chia cho 20. Nếu 240 mà chia cho 20 thì chúng ta sẽ được bằng bao nhiêu? Sẽ được là 12, đúng không? Đó, sẽ được 12. 12 này nó lại lớn hơn 6, do vậy cũng là gì? Cũng loại luôn. Được chưa? Đấy, tương tự như vậy thì chúng ta 240 mà chia cho 30 cũng vậy. Ta chia cho 40 xem nào. Ta lấy thẳng là chia cho 40 đi. Sẽ là 240 chia cho 40. Đó, vậy thì sẽ là 24 chia cho 4 thì đây sẽ bằng gì? Bằng 8 đúng không? 7 đúng không? Bằng 7. Bằng 6, cái này bằng 6 nè. Cái này sẽ bằng 6. Bằng 6 này, 6 này với 6 thì lại bằng nhau. Đó, do vậy cái này cũng gì? Cũng không thỏa mãn, chúng ta cũng lại loại. Được chưa? Bây giờ đến 50. 240 có chia cho 50 không? 240 này không chia được cho 50. Không chia 50 thì nó ra số dư.
thì không được. Đấy, vậy thì giờ chúng ta sẽ tiến hành là gì? Lấy 240 chia cho 60. Rồi, 240 chia cho 60 thì chúng ta sẽ được mấy? Được 4 không? Đúng không? 24 chia cho 6 thì được mấy? Tức là đây chúng ta chỉ cần là gì? Lấy 24 chia cho 6 thôi sẽ bằng 6636, 6 nhân 5 30 rồi. 4 nhân 6 bằng 24, đây sẽ bằng 4. Như vậy thì 4 nè. 4 nhỏ hơn 6 thỏa mãn không? Thỏa mãn nhá. Chúng ta có thể lấy nè. Lấy được nè. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta có một số là 60 được rồi nè. Rồi tương tự như vậy chúng ta thấy số 70 240 thì không chia hết được cho 70. Vậy thì chỉ còn một số nữa đó là gì? Số 80 thôi. 240 chia cho 80. Đó, 240 chia cho 80 thì sẽ được mấy? Được 3 lần đúng không? 3, 8, 2, 4. Vậy thì 3, 240 chia cho 80 thì sẽ bằng 3. 3 sẽ nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 6. Đó. Vậy cái này chúng ta cũng sẽ lấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tìm được x sẽ bằng bao nhiêu? Rồi chúng ta sẽ thấy là x ở đây sẽ bằng 60 và 80 đúng không? Rồi, trước hết chúng ta có này, ta sẽ viết cái số chẩn trục ra nhá. Ta có các cái số chẩn trục, các số chẩn trục là bao nhiêu? Đó, 10 nè, 20 nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè. Rồi đến số gì? 60 nè, 70 nè, 80 nè, đó, 90 nè. Đó, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện gì? Thực hiện phép tính gì? Lần lượt với các cái số chẩn trục trên, các số chẩn trục trên này. Thực hiện các tính lần lượt với các cái số chẩn trục trên chúng ta vừa thực hiện đây này nhá. Thì chúng ta sẽ có gì? Ta có x bằng 60 và x bằng 80 là gì? Thỏa mãn. Đó, thỏa mãn điều kiện này nha. Vậy số chẩn trục cần tìm đó là x bằng 60 và x bằng 80. Vậy các số chẩn trục cần tìm là nhiều x bằng 60 và x bằng 80. Đó, vậy thì đây là cái cách mà thầy thực hiện. Tùy theo nơi của các em, có thể thầy cô sẽ có một cái cách lập luận khác, có thể ngắn gọn hơn hoặc là dài hơn nữa. Nhưng mà thầy hướng dẫn như này chi tiết để cho tất cả các bạn đều hiểu được là chúng ta sẽ tìm được hai cái số chẩn trục đó là 60 và số 80. Chưa? Đấy, vậy thì đến đây là cái video này cũng tương đối là dài rồi và nó cũng kết thúc rồi, được chưa? Và như thường lệ, các em nhớ là chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến thật nhiều bạn bè nha. Rồi, tạm biệt các em.